Bữa trước mình học cái xác định, cái số oxy hóa, xác cái định nghĩa về cái phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử, xác định được cái chất khử, chất oxy hóa và biết có quá trình oxy hóa, quá trình khử. Hình như trên trường các bạn cũng học cái này rồi, nhưng mà cô muốn dạ là để bạn nào thì chưa học thì học cho nó kỹ. Ví dụ phương trình thứ nhất, em nhìn cái bản chất này sát là sát không, nó qua bên này thì rõ ràng sát này là sát ha, dương ha, số oxy hóa dương ha. Cái thứ hai, hydro đây là dương một, clo âm một. Hydro trong hợp chất có mức oxy hóa dương một trừ trừ cái hợp chất với kim loại, còn lại hợp chất với các với kim thì nó là mức oxy hóa dương một. Qua hydro đơn chất là không, clo trong này vẫn là clo âm một. Như vậy khẳng định, điều khẳng định thứ nhất là đây chính là cái phản ứng oxy hóa khử. Cô chưa có yêu cầu các con căn bàn nha. Thứ hai, xác định chất oxy hóa chất khử. Chất khử là chất nhường electron và tăng số oxy hóa trong của quá trình phản ứng. Như vậy rõ ràng sắt là chất khử. Con khỉ đó. Hydro dương một. Đây này, chất khử là sắt. Chất oxy hóa. Đây là hydro dương một. Hai chính xác là cụ thể hơn là HCN, là nó có thể gọi là hydro dương một hoặc là nó nằm trong phân tử thì HCN là, thì lúc này HCN đóng vai trò là chất oxy hóa. Bạn nào mà ghi hydro là quẹt đó, nó sẽ được chưa? Vậy chất khử, chất khử trong phản ứng nó sẽ nhường electron, thì cái cách viết nhường đây là dương ha, khi mà viết y âm cô chỉ cho các em rồi, nó là cái cơ sở thế hệ này, cứ bên nào lớn thì đạt cái dấu cảm bên đó, giữa dương ha với không thì dương ha lớn hơn đạt dấu cảm bên này, lấy số lớn từ số nhỏ thì ra số a trên này. Thế à, như vậy cái quá trình này người ta gọi là sự oxy hóa, chất khử thì quá trình oxy hóa. Hydro dương một, hydro trong HCN là trước phản ứng là dương một, về đằng sau là hydro không. Như vậy căn bằng đây là ha, lúc này dương một nó lớn hơn không cho nên đặt dấu cảm phía này, lấy số lớn trừ số nhỏ là ra số a trên này là một trừ không là một, nhưng mà hai nguyên tử cho nên là chỗ này là hai a, thì quá trình này người ta gọi là sự sự thử đó. Cái yêu cầu của cái đề là đến đây được chưa? Cái phương trình thứ hai, đồng cạn HNO3 ra đồng hydrat cạn khí NO cạn nước, thì bây giờ tăng cái phản ứng ít khi mà người ta phải xác định số oxy hóa của tất cả các nguyên tố hóa học đó, tất cả nguyên tử các nguyên tố, bởi vì như vậy chúng ta sẽ không đủ thời gian, được chưa? Không đủ thời gian nó không cần thiết, thì thông thường người ta xác định cái nào, ví dụ trong phương trình này em thấy cái nguyên tố hay là cái chất nào nó bị thay đổi về mặt về bản chất chất á, ví dụ như đồng chất chắn thay đổi, bởi vì từ đơn chất về hợp chất, từ không về dương ha, được chưa? Hydro oxy nó đều ở trong hợp chất cả thì nó không đổi, bởi vì hydro trong hợp chất không phải là hợp chất đặc biệt thì nó là dương mẫu oxy là âm hơi. Như vậy hydro và oxy không cần xác định. Cái thứ hai nữa là như vậy xác định nita, nita này là dương nam, em biết cách xác định dương nam được chứ, oxy nó âm hơi, hydro dương mẫu cho nên nó dương nam. Và sau này em gặp cái gốc khác NO3 thì nita nó dương nam cả. Thì cái gốc này chúng ta cũng không cần xác định nó luôn, bởi vì nó vẫn là NO3 là bản chất, nhưng mà nhìn cái chất này này, đây là một cái axit mà nó chuyển qua đây là một cái oxit khí, thì chắc chắn nó thay đổi về bản chất cho nên chỗ này sẽ thay đổi. Oxy âm ha thì nita dương dương ha. Đó. Chỉ cần xác định đồng và nita thôi, còn những cái khác mình nhìn qua là nó sẽ không đổi về bản chất. Được chưa? Vậy thì chất tan số oxy hóa đồng là chất khử. Và HNO3 là chất
oxy hóa. Như vậy chất khử thì sự oxy hóa của nó sẽ là đồng, nó về đồng dương ha. Vậy chỗ này nó sẽ cạn ha, ai đây? Nitơ dương nam, nó về nitơ dương ha. Như vậy dương nam lớn hơn dương ha thì cạn 3 a nam về ha. Chỗ này là sự khử, quá trình khử. Mình chưa? Sáng cái yêu cầu của cô tới đó cho cô đã biểu căn bằng phản ứng đâu. Tương tự em xác định cho hai các phương trình giới. Yeah. Thì khi xác định được cái phản ứng nào là oxy hóa khử, không phải oxy hóa khử, biết các quá trình thì một việc căn bằng rất là dễ dàng. Nè, tôi qua thạc một cái mục rồi. Căn bằng phản ứng oxy hóa khử theo phương pháp than đàn này. Căn bằng phản ứng oxy hóa khử theo phương pháp than đàn electron. Nó có nhiều phương pháp nha, cô sẽ cố gắng dạ cho các bạn ha. Ở đây là than đàn electron. Thì trên cái nguyên tắc là electron là vật chất và phản ứng oxy hóa khử có sự chuyển dịch a, cho nên là cái nguyên tắc này là tổng electron các chất oxy hóa nhường bằng tổng các chất khử nhường. Tổng electron các chất khử nhường bằng tổng electron các cái chất oxy hóa nhường. Yeah. Ha. Các bước tiến hành. Bước 1. Lập cái phản ứng oxy hóa khử. Phản ứng là chưa căn bằng đó. Thì các bước này thường người ta cho sẵn. Bước này thường người ta cho sẵn á. Còn nếu không á thì người ta ví dụ người ta cho em là sát cạn hết NO3 loãng đi thì em phải lập cái phản ứng là nó sinh ra chất gì rồi sau đó mới cân bằng. Thì bước này có thể cho sẵn lập phản ứng oxy hóa khử. Xác định số oxy hóa các chất thay đổi trong phản ứng. Bước này hồi nãy chỉ cho các bạn làm rồi. Xác định chất oxy hóa chất khử, chất nào tan số oxy hóa thì chất khử, chất giảm số oxy hóa thì chất oxy hóa, được chưa? Đó là sau bước 1. Bước 1 đúng thì chấm bước tiếp theo, bước 1 sẽ dục bước tiếp theo. Bước 1 đúng thì chấm bước 1 rồi đặt bước tiếp theo. Ví dụ như mà tự luận đó. Bước 2 viết các cái quá trình oxy hóa quá trình khử. Quá trình oxy hóa là quá trình chất khử nhường A. Quá trình khử. Quá trình khử là quá trình chất oxy hóa nhận A. Bước thứ 3 là chọn hệ số
cho cái quá trình oxy hóa, quá trình khử. Sao cho tổng electron nhường bằng tổng electron nhận. Bước 4, đưa cái hệ số vào cái phản ứng. Thường thì theo cái trật tự, để nó đỡ cồng kềnh thì thường theo cái trật tự như thế này. 1 là chỗ nào có kim loại mà thay đổi số oxy hóa là đưa trước. 2 là sản phẩm của quá trình oxy hóa, quá trình khử. Sản phẩm của quá trình. Thứ 3 là mới tới là cái chất là môi trường. Ví dụ có axit thì axit nó vừa là chất oxy hóa nhưng mà vừa là môi trường thì phải đưa sau cái quá trình khử. Và thứ tư á, là mới đến nước, nếu có nước. Nước là nước ở trong sản phẩm. Thường á, là hai gặp cái phẩm kim loại cho nên nó đi như thế này. Và bước thứ năm là kiểm tra hệ số của các nguyên tử mà không thay đổi. Bởi vì thay đổi mình đưa hết giờ đổi số oxy hóa để làm sao mà tổng cái lần trước bằng tổng lần sau. Nói thì nó chưa về dài như dài để bước bảo đầu đó là chậm chậm thì đi từng bước, chứ còn mình lầm về bữa là nó quen. Nhưng mà cô nói là ngang giáo viên ê dễ này cũng dễ ôm ấy chứ, con này họ lầm sạc nhìn hiểu hết thôi. Nhưng mà thật sự là lầm được á, thì các bạn phải bắt tha vào từng cái phương trình. Bây giờ cô lấy ví dụ về một cái phương trình hồi nãy mình làm á, là đồng cạn hết nậu ba loãng, nó ra CONNO3 hay là cạn NO cạn nước. Tự nhiên em đưa cái hệ số vô nha, là giáo viên học quạt đã biểu căn bản phản ứng oxy hóa thử thì em phải thiết lập từng quá trình. Và trong quá trình thi trắc nghiệm thì có thể họ hỏi một cái quá trình cụ thể thôi. Ví dụ đối với phản ứng này, quá trình khử là người ta cho tùm lum quá trình đó, chọn cái quá trình đó. Rồi một câu chuyện buồn 36 là đặt rồi đó. Chương trình này cái hệ số mà khi mà đi làm tốt nhanh nên người mọc là 3 đồng tấm loãng hay nấu nước. Hơn thà cô ông giảm đạt người ta ra lần đó là cô nhớ tới giờ. Hồi nãy mình làm thì tại sao cô lấy lại phương trình này? Mình làm qua bước 1, bước 2 rồi. Được chưa? Làm qua bước 1, bước 2 có nghĩa là đồng không lên đồng dương ha. Cô phân tích cái bản chất đó. Nita dương nam, nó về nita dương ha. Ha cái thành phần này thay đổi số oxy hóa. Còn hydro và oxy nó đều nằm trong hợp chất. Điều hydro dương một, oxy âm ha, cho nên không đổi, mà không đổi thì khổ xác định. Được chưa? Đồng là chất khử. HNO3 là chất oxy hóa. Cả môi trường phản ứng, nếu axit bazơ thì nó là môi trường phản ứng. Được chưa? Bản chất là oxy hóa là nitơ dương nam hay là gốc NO và trời trong môi trường gốc cảm thì vừa đó là môi trường. Bởi vì nitơ dương nam nếu như trong cái muối thì nó không có hóa cảm thì nó không có hydro, với axit thì nó không xảy ra được. Nên đây là ta phải nói đến môi trường. Đây là bước thứ nhất xong. Bước thứ hai, bây giờ chất khử thì đồng không nó lên đồng dương ha, bên nào lớn cạn bên đó lấy số lớn cạn từ số nhỏ. Đây chính là sự oxy hóa. Nitơ dương nam nó về nitơ dương ha thì dương nam lớn hơn cạn 3A chỗ đây. Đây chính là sự khử. Sang bước ha, cái bước thứ ba chọn hệ số
cho cấp quá trình oxy hóa, quá trình thử sau cho tổng ai nhường bằng tổng ai nhận. Tại sao mà có cái sự chọn này được? Em biết nè, thí dụ như là trước kia người ta gây như thế này nha, chương trình cũ, nhưng bây giờ quá thì cái sự biến đổi như người ta thay cái mũi tên, thực ra em cũng hiểu là thế. Thì ví dụ đây là hệ số 1 thì nè, nếu mà nhân hệ số 2 ở phương ngoài đây, nhân hệ số 2 trên cái tinh thần này có nghĩa là cái phương trình thì A cạm B, được chưa? A cạm B bằng C thì N, A cạm B cũng bằng N, NC hoặc là N A cạm NB bằng NC. Cho nên là cái thừa số N nó không có quan trọng, do đó là nhân máy thì cái phương trình này nó cũng bằng, được chưa? Nhưng vấn đề là hai cái quá trình này nó ở cùng trong một cái hệ phản ứng. Cái mà cô cần ở em là em hiểu bản chất á, thì hệ phản ứng A của đồng nó cho là A của đồng á, thì mình khảo sát cái phản ứng mà cái những cái ghi âm á, em sẽ thấy cái quá trình này, quá trình nội tệ chất khử nó nhường A, nó đãi qua chất oxy hóa, cho nên A bên này nó nhường bao nhiêu, đồng nó nhường bao nhiêu thì cái nitơ dương nam nó nhận bấy nhiêu, do đó mình chọn cái hệ số sau cho mà cái A nhường nó bằng A nhận. Thì đây ha, với lại ba số nhỏ nhất chia hết cho cả hai và ba là số 6. Như vậy lấy 6 chia hai thì ở đây mình nhân 3 đi. Và lấy 3 nhân 2. Cho nên đây chính là cái bước chọn hệ số. Được chưa? Đó là mình sang cái bước thứ 3. Sang cái bước thứ 4, nếu mà làm trắc nghiệm thì các bạn phải làm mà cái kiểu thi online thì sao cũng được. Có nghĩa là thậm chí là sợ Google cũng được. Mà đường trường đang cứ cố gắng là xử lý cho nó sang cái phần mềm mới với cái hệ thống giống sớm nó tốt hơn đó, là chừng đó là khả năng sạc điện hạn chế hơn đó. Hạn chế thôi chứ còn thời mất dịch mà. Nhưng mà cái của là qua kỳ hai đi hạt lệ cô mới thấy tương lai nó mà mịt á. Điểm thì trả tiếc không, mấy em cho mấy điểm được nhưng mà nhiều bọn không chịu học, tức là nó bị hỏng cái kiến thức thôi. Giờ đưa nha, thường là em phải đưa kim loại vô trước. 3 nhân 1 là 3, chỗ đồng không là 3. 3 nhân 1 vô đây là chỗ đây là 3. Tại sao không đưa cái HNO3? Có nhiều bạn đãi là 2 nhân 1 là 2, chỗ này là trớt quớt liền. Bởi vì HNO3 là hệ số, nó vừa đóng vai trò là chất oxy hóa, vừa đóng vai trò đưa sao theo cái trật tự kim loại sản phẩm của quá trình oxy hóa, quá trình thử. Như vậy là đồng hay cạm và nitơ dương dương nam là sản phẩm đưa trước. Ha nhân 1, đây là ha, cái hệ số của cái nitơ dương ha đó là ha, được chưa? Sau đó cái hệ số của HNO3, nếu em làm theo kiểu này là em nhìn cái này, nó đóng vai vai trò cho nên bảo toàn nitơ. Một cái phân tử đồng ha nitrat là có ha nitơ. Ha nitơ nhân 3 là 6, cạm ha nitơ này là 8 nitơ, tổng là 8 nitơ. Thì phải tóm HNO3, tóm HNO3 thì nó sẽ sinh ra là 8 hydro, thì chỗ này mình phải cân bằng là 4 nước. Cho nên là 3 đồng tóm loãng HNO3 4 nước vậy. Và cái bước cuối cùng là cái bước kiểm tra lại thử có sai sót không, nó đưa hệ số cuối cùng của nước không? Được chưa? Như vậy thì trên tinh thần này làm tiếp cái câu C câu D hồi nãy đây, được chưa? Cô ở cô đây, cái chỗ đi to lại đi cô hả, con nói đi không, thế là cô nói lại chỗ đó cô. Tại sao đưa hệ số đây là 8 à? Hệ số HNO3 là 8. Đây nè con, HNO3 con không thể để ha được. Bởi vì thực sự nếu như con hiểu về bản chất hàng khi cô căn bàn đến 8 đây rồi, thì trong 8 cái nguyên tử nitơ, 8 nguyên tử hydro, 8 nguyên tử nitơ và 24 oxy chính nè, sẽ có 2 nguyên tử nitơ từ dương nam bị khử về dương ha thôi. Còn 6 nguyên tử nitơ nó nằm im vô đó, nó không có phản ứng. Nó ở ra cái gốc nộ ba trừ này, gọi là để tạo cái gốc axit tạo muối, từ axit nó chuyển qua muối rồi. Được chưa? Do đó khi mình cân bằng nó đắp hơi vai trò, cho nên mình gộp cả hơi cái vai trò đó lại, nó mới ra cái hệ số tổng. Được chưa? Ha nhân 1 là chỗ nitơ dương ha. Như vậy chỗ đây là ha. Ha là chỗ này là 3 được rồi. Như vậy là 3 phân tử đồng hơi nitrat thì sẽ 6 nitơ chứ gì nữa. Cạm với hai phân tử NO là hai nitơ, như vậy vế sau á sản phẩm là 8 nitơ, thì ban đầu cũng phải 8 nitơ thì phải là 8 HNO3. Con hiểu chưa nghe? Hello cô. Ok. Nhôm cạm HNO3
An là NO3, 3 lần nhôm thì hóa trị 3. Sản phẩm này là NHO, cái khí này là cái khí mà bắn cười ở trong mấy cái quầy ba mà có cái gọi là ba lát mấy anh mà hơi tiện nọn xíu của cha cha đó, có cái báo mà là bóng cười, là cái báo này nó bơm cái khí đi nitơ oxit vô thôi, NHO là khí này nè. Khí này là một cái chất nó gây kích thích thần kinh, dĩ nhiên là nó độc nha mấy bạn, nó gây ổ gió rồi hít nó vô phát là nó kích thích lên cái nhóm thêm người bả cái cơ mạc á, cho nên con người nhờ có đám ma cũng cừ luôn, cừ biết bị điên mà. Và bây giờ mấy cái đó là đặc biệt bình thân mình cũng hoành tráng lắm, mấy bay né 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 ra nha, nhân loại người ta chứng minh rồi chả có gì hay à. Nhãn hiệu số bây giờ là lòm và nhãn hiệu số căn bằng cho cô lòm thôi chứ cô không có chấm điểm hay là gì cho nên là rồi ok. Tạ Đình Khiêm đúng rồi, Phạm Đình Khiêm đúng rồi cơ. Một câu chuyện buồn, đúng là một câu chuyện buồn, lần đầu nhán hệ số cũng xa thấy kia, tôi biết là e rồi, chuyện buồn đúng luôn. Và con xe đúng cái chỗ mà cô muốn đưa cái phương trình này, bởi vì cô biết mọi người hay xe cái chỗ nào. Hề sao vậy vậy á, có nhiều bạn là lựa chọn cái việc là không nhắn cho cô, nhắn đi để cô biết là tụi con còn xa, có xa mới có sữa đây nha. Mấy bạn làm đúng là cái ý kiến gì hết nha, không lấy dương ba ni ta dương nam mình đi tây dương mậu e xe cái chỗ này thì lau sữa, và thậm chí nếu như mà mình xe mà không biết vì sao xe thì bỏ cô chứ đừng có giáo, được chưa. Cô là cô không muốn giáo dục bay trở thành những người nô lệ, cô muốn bay làm chủ, cho nên mà ngồi mà gò biết với nhau mà nụ khác rồi đó thì có thể là lúc đó rồi giống như là nô lệ. Nên nếu mà bay không hạ nha, hạ cô mà không hạ được có tính là bay không tự dốt bay hạ là bay nghỉ đi chứ bay ngồi đây chờ cô mà loa mà quằn vô miết cô không có lòng tới việc đó đâu, được chưa. Rồi hai cái nguyên tố thay đổi xe, một câu chuyện buồn thiệt sự buồn luôn á mày. Thôi không lấy nhôm dương ba các bạn đừng gây nha, nita dương nam về nita dương mậu cô khuyến cáo là nhìn cho kỹ và đừng có gây ba a
đây là cạn bóng nam về mộc là bóng a, ok rồi đó, chắc chưa thấy số xe đâu, không gì số xe đây, đây là chất thử con khỉ đó, đây là chất oxy hóa cạn với môi trường, quá trình này gọi là chất thử thì sự oxy hóa, làm cho nó thuộc luôn, chất oxy hóa thì sự thử, đi hạt mà giống như một người đưa ngồi ở trong cái lớp này mà tôi biết là hạt thêm hạt này mà không bao giờ cầm cây bút cái quyển vở tờ giấy nhóc để làm thì tỷ nam cũng không thành người nghe, nó không nghe rồi. Bóng với ba số chia hết cho bóng với ba nhỏ nhất là 12, chia ba thành bóng, chia bóng thành ba, cô đưa vô đây nha, hệ số vô đây, nhôm bóng nhân mộc là bóng, bốn nhân mộc là bốn, sản phẩm khử ba nhân mộc là ba, rồi đếm ba lần, đây là ba nhân ba, ba ngang bóng 12, ba hai sáu, hệ số này 18, 18 hydro chín nước. Dạ hổ khó cái nè, một câu chuyện buồn Dạ cô. ấy là cái ở đây nó buồn chỗ nào, trúng hay xe? Em tính lẹ thấy oxy nó không đủ. Ê. À, ô xe giống đủ, dĩ nhiên tôi bị nó gây rồi nó xe rồi đó. Đó là 18 nhân 3 là 54 oxy, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 4 là 36, với 3 là 39 với 9. 39 với 9 là 48, còn heo oxy cô băng bạc túi đem về nhà cắt làm của riêng rồi. Đúng chưa? Nó xe thì nó xe ở đâu, từ nãy tôi làm chân lâu vậy mà xe chỗ nào mà xe. Đồ Văn Lâm, đi ta cạn tóm A, chỗ nào tóm từ Dương Nam về Dương Một, bốc tóm từ lâu. Lâm, vẫn còn giữ quan điểm không? Cô đương xa dĩ nhiên là cô cạn lại không đều mà nó xa thì nó xa rồi chứ làm sao, thế nó xa ở đâu mới là câu chuyện chúng ta phải nói chứ. Em không biết nó xa Anita bị khử rồi. cô để mộc người ta bị thử cũng được. À Kim, cô băm xe chỗ nào Kim? Sao cô làm các từ mà Nita Dương Nam là Nita Dương Mộc á, ở chỗ đó là hai ô là có hai Nita rồi. Nếu mà để Mộc cái thì hệ số và nhân bơ bằng hai a, mà bình thường là nhân hai a lên ở hai vế nó thành cộng Chính cộng mười xác với lại cộng hai a cộng để tốn. y như thế này không xa, nhưng mà lúc đó cô phải ghi là đây là có ba nguyên tử ni ta dương mộng mà nói ô thể ra là ba phần hai chứ, đúng chưa? Ba phần hai thì lúc này là bốn nhân ba 12, với lại ba phần hai nhân hai là ba là 15, thì cái hệ số chỗ này là 15 hơn, mà hệ số 15 thì hệ số chỗ này là 15 trên hai là ba phẩy năm, hay là 15 trên hai 15 phần 2 thì ai nó cũng đúng, bởi vì thật ra em để cái hệ số nó không nguyên trên chương trình cũng đúng nha, không có ai kể cả. Người ta nói là bàn là được chứ có EQ thì định là số nguyên đâu. Trước kia người ta dùng một cái khái niệm là hệ số nguyên tố dẫn. Thì sau đó mấy anh toán học quên lo quá, anh kia làm gì có bộ số nguyên tố dẫn. Cho nên là thực tế thằng bàn tỷ số vậy cũng đúng. Tuy nhiên nó cản trở nó như vậy thì nó ra phân số nó mày, thì lúc đó có bạn buộc phải nhân hai ra. Được chưa? Thì cô sơ nãy là cô sơ cô đưa vô có ba mà cô ba nguyên tử mà cô quất ba phân tử nên là hơi ô thì nó sơ thế, chứ cô đem cô chia hai dài là đúng một cách đúng, tuy nhiên cái hệ số nó ra ngoài bằng khi nói là đó chứ còn hồi nãy là nó sơ là bây giờ là đúng rồi đó nha, đây là hệ số đây là 15, 4, 3 phần 2, 15 phần 2, được chưa? Tuy nhiên để khắc phục những cái bài toán cái kiểu như thế này, những phương trình kiểu như thế này thì khi đó nhôm này nha, cô biết là cạn hết NO3, ba cô lấy cái lưu ý các bạn lòng không bao giờ bị vướng NO3 ba hay là ba là cạn NaHO cạn nước, thì ở đây nhôm không nó lên nhôm dương ba nhường ba a nitơ dương nam về vẫn là nitơ dương một, em bỏ hơi chỗ này cô không bạn đi chấm tự luận là cho không điểm, nhưng mà nếu mà ghi dài thì chấp nhận, có nghĩa là nó nằm trong phân tử là NaHO.
thì chấp nhận được, nhưng mà ghi trên Nita không như vậy là không được. Nhưng mà là nếu mà đúng để đi thi học sinh giỏi là phải ghi như thế này, Nita Dương Mộc. Nhưng mình nhân cái hệ số chẳng lẽ gì nó cũng sẽ chia hết cho hai đây, nó đừng có phân số thì tối thiểu một phân tử là hơi ô mà cái là Dương Mộc này, này là Dương Ba này, Dương Nam không á, thì lúc đó các bạn nên xử lý một cách là các bạn nhân từ đầu vô đi, là nhân hệ sản đi, thì lúc này nó sẽ là từ Nam về Mộc thì giống 4 hay là toán hai, vậy trên nhân toán dưới nhân ba thì nó lù lù thôi. Thì lúc này toán này, toán này ba này, toán ba hay bốn cộng với ba nhân ra là 6 lần 30 mươi ta 30, cái bài chỗ này là 10 15, được chưa? Đây là chất khử, chất oxy si hóa cộng môi trường. Chất khử là sự oxy hóa, và người ta ghi quá trình oxy hóa nhớ là sự sự khử. Các em hiểu không? Không cô. Không hiểu chỗ nào? Không hiểu tại sao phải nhân ra đây hả con? Không phải cô. Cái chỗ mà nhôm bo cộng đó cô, còn ở dưới là ôi từ từ cô, sorry cô. Rồi sao con? Cô nói lại cái chỗ trọng hệ số đi cô. Ý là đấy, ý là tại sao có con số hai trọng hệ số là số hai chỗ này hay là cái chỗ nào cơ? Từ cái chỗ bóng bó cô. Thôi để mình xóa, mình lầm lẽ từ nào đi. Thà là bỏ đi hết ta lầm lẽ từ nào chứ. Cô cũng không biết là bọn không hiểu chỗ nào. Bây giờ em chú ý này nha, cô viết lại cái phương trình nha. Cái phương trình tranh của đồng là em hiểu như nè. Hồi nãy cái phương trình của đồng là hiểu chưa? Dạ hiểu. Thì cái này nó y giải có khớp gì nhau đâu đồng chí. Nhôm không, Nita Dương Nam, nhôm Dương Ba, Nita Dương Mộc, đây là những nguyên tố thay đổi số oxy hóa đúng không? Nhôm không, nhôm Dương Ba. Nếu không có sự rèn luyện nha, mà thái cô lòng thì nó như thế này, nhưng riêng các bậc Mộc, những bạn quá rành không nói gì đâu, nhưng riêng bước Mộc của nó là sơ la liệt. Không lên Dương Ba thì có phải chỗ này là cạnh ba a chỗ này, hiểu chưa? Nita Dương Nam nó về Nita Dương Mộc thì đúng là cạn bóng A, nhưng cô muốn nhân theo cái chỗ này được không? Có gì khác không? Thì Mộc Nita Dương Nam thì về Mộc Nita Dương Mộc, hai Nita Dương Nam thì về hai Nita Dương Mộc, ông ba cũng được. Nhưng tại sao là cô muốn chọn số hai? Bởi vì sau này cái hệ số bên ngoài chúng ta chưa biết nó phải nhân hệ số n bao nhiêu đó, thì chắc chắn nó cũng chia hết cho hai chỗ này. Nó là hai, đây là hai. Một cái phân tử là hơi ô tối thiểu rồi ha, cho nên là mình để ha chỗ đó chắc có gì cả. Được chưa, chọn ha. Bây giờ từ Dương Nam về Dương Mộc thì giảm 4 thì nhân 4 thì bây giờ ha lần thì thành ra là tấn ha. Giờ tới đó hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi, bây giờ đây là tấn với là 3. Dương thì 3 mà nhận thì tấn, thì chọn cái hệ số cho các quá trình là chọn cái số nguyên gọi là nhỏ nhất mà chia hết đồng thời cả ba và tám là số 24. Thì 24 chia 3 thì chỗ này mình nhân cho tám, chỗ này mình nhân cho 3 là ok. Ủa cô, vậy là mình lấy bội của cái số châu với số nhựa cô. Đúng rồi. Thì coi mình lấy 16 thôi, 16 cũng được thôi. Ủa bội số chung nhỏ nhất á. Gọi khái niệm là đúng không? Ai có ngạc là bội số chung nhỏ nhất đúng không? Dạ. Đấy. Để làm sao mà khi con nhân cái hệ số này với cái A này
và cái hệ số này với cái e này thì nó sẽ bằng nhau, để mình cảm vế theo vế nó triệt tiêu thôi. Bởi vì bản chất á là nhôm nó nhường e, nhưng mà nó nhường cho e, nó nhường cho cái thằng nitơ dương nam này nó đẩy qua, mà e là một cái đại lượng vật chất, bảo toàn vật chất nó rõ ràng, vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi. Giờ nó chuyển từ chất này của sắt khớp là dạng này dạng khớp, như là tiền không tự sinh ra, không tự mất đi, nó chuyển từ túi mình qua túi và bấm trà sữa, ví dụ vậy. Ok chưa nè? Chỗ đó được chưa con? Rồi cô. Rồi mình tiếp. Bây giờ mình đưa hệ số sang bước 3 ra bước 4. Bước thêm bước nữa, hệ số của kim loại tóm nhân mộc là tóm muốn đây. Thường là nếu mà làm bài tự luận là con phải ghi lại công trình. Cô làm biến quá ghê vô. Tóm nhân mộc là tóm là chỗ cái hệ số của nhôm dương 3 đây. Rồi, là chỗ này số tóm. Nhôm đó bạn. Sản phẩm thử là sản phẩm của quá trình thử. Đây là sự oxy hóa, đây là sự thử. Sản phẩm của quá trình thử là 3 nhân 2 là sẽ cân bằng 6 nguyên tử nitơ dương mộc. Mà 6 nguyên tử nitơ dương mộc em chia cho 2, có nghĩa là tương ứng với 3 phân tử này như vậy nè. Rồi. Còn theo cái hệ số HNO3 và nước thì HNO3 nó là chứa nitơ thì bảo toàn nitơ. Đây là 3 nguyên tử nitơ, tóm nhân 3 là 24. Được chưa? 3 nhân 2 là 6. Như vậy tổng nitơ bên này là 30, vậy cái hệ số này phải là 30. Ok chưa? 30 ra thì nó sẽ kéo theo sinh ra 30 nguyên tử hydro. Như vậy 15 nước. Rồi, kiểm tra lại oxy, thấm hết. Dạ thì cái này mấy bạn hiểu chưa? Rồi cô. Đấy, bình tĩnh mà hạt thôi. Chỉ cần là cố gắng là được. Dạ người ta giỏi, người ta hạt một phút người ta mới hiểu. Đừng có nhận mình giỏi. Nhận mình là cái người bình thường, hạt thành chăm chỉ. Bởi vì thế gian này mà thằng đồng mà sinh ra có được có ít người mới không có tới lượt chúng ta đâu. Đúng chưa? Giáo dục Việt Nam người ta nói rằng nếu mà sinh ra được 100 thằng đồng thì ở nhà giết chết 50 đứa, nên trường giết thêm 50 đứa nữa, hết kìm không? Cái phương trình thứ tư hồi nãy, cái ví dụ thứ tư là magie, nãy cô ông lấy magie phải không? Cạn hết nậu 3. Nó ra mRe nậu 3 hay là cạn NH4NO3 amoni nitrat. Cho nên bữa trước của bác có bọn là xác định số oxy hóa đó. Rồi, làm đi mấy đứa. Cố gắng lên. Thi sang đó rồi họ phụ huynh đó, rồi ăn tết cho nó ngon. Chứ không ăn tết là dịch ra ngoài không được. Mà nhờ phụ huynh chữ biết nó khó nuốt lắm đó. Ok Kim. Nhanh như chết. Thành lập đủ quá là đủ quá, tôi có nhân tề đó nha. Hình như lớp này có bóng đứa hạt mấy bạn. Tôi thấy có bò bóng đứa thôi nhán nhé. À, đầu tà. Ok con. Nhán đi ít nhất là nhán vô cho cô có cái động lực. Mà. Mà quá, lần này là một câu. À, hơn đúng nhưng mà một câu chuyện buồn vẫn xa. Hôm nay mày show thế. Hả? Đúng một câu chuyện buồn. Đổi cái tên đi. Đây, bây giờ có một đứa ở trong nhà vệ sinh hả các bạn? Có đứa nào đó không biết à, bây giờ đứa nào trong nhà vệ sinh đó, một cô bông mở nhìn thấy đó.
Lâm đoán dữ quá à. Rồi. Không nè. Lanh Dương Ha nè. Xác định đây thôi. Ni tơ Dương Nam nè. Về ni tơ trăm nở, bốn nở qua là âm ba. Bây giờ riêng cái bước này là thắc mắc. Thứ nhất là xác định không được. Nó cua ai hết là khó khăn hóa. Nó có hai cái việc ngay chỗ này mà có thể bạn chưa hiểu. Một là xác định số oxy hóa rất quấn. Hai là tại sao chỉ xác định ít dạ, chỉ xác định magie với nita. Mà máy kia không xác định lỡ nó thay đổi thì sao? À, cần dẫn lệ chỗ đó. Có A không? A không nhắn riêng cho cô đi. Rồi. Một câu chuyện không vui. Đây, thứ nhất là tại sao chỉ xác định số oxy hóa? Điều này cô nói lại là chúng tôi cần có. Trong một cái chương trình phản ứng, không phải tất cả các nguyên tử của nguyên tố nó đều thay đổi số oxy hóa. Ví dụ như nita ở đây là cái gốc NO3 trừ, NO3 hot NO3, mà khi nó qua trong cái phần mRNO3 ba lần thì bản chất của cái gốc NO3 trừ là nó như nhau như thế này. NO3 trừ là đây. Đó, cái cấu tạo đây. Thì nó không thay đổi gì về cái cấu tạo của nó thì làm sao nó thay đổi cái số oxy hóa được. Đúng chưa? Cho nên nita trong cái gốc NO3 trừ bất kể trong cái vật chất nào nó đều là nita dương ma. Bởi vì nó đây mà, nó được xác định như thế này nè. Được chưa? Như vậy không xác định nó chi. NO3 trừ đây thì nita cũng như nam có xác định cái phần này chi cả. Hydro em hạ khi mà xác định cái mục mà xác định số oxy hóa chắc đó thì trong hợp chất thông thường hydro có mức oxy hóa dương một trừ hợp chất hydro, có nghĩa là hợp chất của hydro có kim loại, mà trong này tỷ na trừ em đi thi học sinh giỏi ra gần như em không gặp cái hợp chất hydro có kim loại nếu như em chỉ đi thi ở độ phổ thông bình thường. Như vậy thì đây là hợp chất với phi kim, thì tan hợp chất trừ khi nào nó ra tân chất thôi, có nghĩa là thay đổi về mặt bản chất của nó, còn là nó không có thay đổi gì thì không xác định gì. Oxy thì trong hợp chất là oxy tan ra từ cái hợp chất ba oxit, sub ba oxit và hợp chất OFH, thì đây là những số ít các hợp chất đặc biệt mình không thấy nó. Như vậy oxy trong hợp chất đều là âm ha, không đổi thì xác định làm gì đâu, mình chỉ xác định sự các nguyên tố có sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng. Như vậy ở đây mình thấy magie này từ đơn chất qua hợp chất, như vậy việc bản chất là nó khác nhau rồi, đơn chất và hợp chất bản chất khác nhau, do đó nó sẽ thay đổi số oxy hóa. Đơn chất bằng không, hợp chất mà nó đi với cái gốc nội qua trừ, không gốc nội qua hóa trị một thì magie nó chỉ hóa trị hai thôi. Được chưa? Thứ hai, cái nita đây này nó thay đổi bởi vì nó đương ở trong cái gốc nội qua trừ mà nó quanh qua cái gốc nào hợp bốn, có nghĩa là nó có sự thay đổi cái liên kết xung quanh nó. Nita trong cái nào hợp bốn là nita như thế này. Nhớ cái gốc nào hợp bốn cả này vừa hạ vừa ôn lại cái phần liên kết cộng hóa trị. Như vậy thì rõ ràng nó thay đổi về bản chất, nó đương đi kèm với cái em Dulce xinh đẹp bây giờ anh phải kèm một cái thằng nhát hero, như vậy thay đổi về mặt bản chất rồi. Thế đây hero dương mẫu thì cái thằng nita này là âm ba, bởi vì nguyên cái gốc này là dương mẫu thì hero là dương mẫu, thì bốn hero dương mẫu bỏ bên ngoài dương mẫu, như vậy nita nó là âm ba. Nita đi với hero thì âm, đi với hero đi với kim loại thì âm, mà âm thì chỉ có âm ba thôi. Đó là giải quyết cái câu hỏi tại sao cô chỉ xác định cái số oxy hóa, và cũng giải quyết luôn là cái số oxy hóa. Rồi những bọn mà hồi nãy không hiểu thì bây giờ thỏa mãn ngay cái chỗ này chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì nữa không con?
Dạ rồi cô, ok. Cứ từ từ bình tĩnh mà hạ. Chứ mà làm biếng không hạ thì nó trôi qua thôi. Mà bay biết rồi. Quá rớt cây bút mà mất gốc rồi. Giờ không có rớt cây bút mà rớt mà không có mất gốc. Rồi. Viết có quá trình thì mây nhê không? Lên mây nhê dương ha. Cái gì vậy? Nita âm ba không lên dương ra thì bên nào lớn đạt chỗ cạn bên đó lấy số lớn từ số nhỏ bữa hạ cái âm chỉ là từ dương nam mà về dương ba tăng túi đương có nam ngon vô an phát nợ ba ngon này vậy là an tốt ngon lát nam trừ cho trừ ba là thành thật ớt được chưa từ từ để cô quấn cái bọn đồng đội này xí cái này test mic cái này. Nhật á, vô được chưa Nhật? Nhật á. Em nghe cô Sao giờ mới vô vậy? Úi lộng lịch cô giời ơi. cũng bữa nay học bài không làm cô Bữa trước mình thống nhất với nhau vậy rồi mà bay. Để bữa đi uống cà phê mà. Không sao đâu. Đây nha, tóm với ha thì cái số nhỏ nhất chia hết cho cả tóm là hay là số tóm tóm chia ra thì số này là số tóm chỗ này tóm chia một là tóm này nhân một nhân bốn nhân một vậy chỗ mà nhê bốn nè chỗ này một nè tính ra là mười đi ta đây là một nhân hay là hai cảm với hai tóm vậy mười đi ta là mười hero nhưng mà trừ bốn hero đây còn sáu sáu chia hai đây là còn còn ba được chưa thỏa mãn như này có ai thắc mắc gì chỗ đó không ví dụ nam Dạ cô cho em hỏi xí là cái nào hóc bóng nổ bo là nó có hen đi tơ mà cô. mà đúng rồi nó có hai nita nhưng mà cái nita nào ba trừ này nó không có thay đổi gì cả nó chỉ thay đổi ở một cái nita là nita âm ba đi thôi được chưa cho nên là để chỗ này là một nhưng mà khi đếm nita thì cô cũng đếm ha nè bốn nhân ha mà nhân nitrat là bốn một phân tử là có hai nita thì nhân bốn là tóm nita cạn ngoài này một hệ số nó là một nhưng mà một nhân ha nè là cạn với ha cho nên nó mới sinh ra cái hệ số hóc nào qua là 10 này không ok Dạ cô. ok thì mình đi tiếp đi một cái ví dụ cái phản ứng này lớp 10 mình FAXO4 cạn KMNO4 cạn H2SO4 nó ra FA2SO4 ba lần cạn với là K2SO4 cạn MNX4 cạn nước
con dâu của bông mà con hư lú nam á hả? Dạ thì không sao đâu, bữa sau hết lú là được, tưởng nào mày cũng lú thôi chứ. Xin cái hệ số mấy đồng chí? Ủa chứ nãy giờ không hiểu luôn hả? Đúng rồi. Đầu tiên là cái việc đầu tiên là xác định đúng cua siêu quá đó. 10-29 là xa rồi đó. Một câu chuyện không vui á. Từ từ vác khách đi ấy là vác khách đi rồi 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 bọn nào không hiểu nè thì chiều thứ sáu mình học vác một bữa lẹ thật lẹ hả bạn. Vâng. Bữa nay ngoài Khiêm với Tề là Hưng, ba bạn đó rất xuất sắc. Giờ bỏ mình qua. Ok Khoa hồi nãy còn lanh vanh là bây giờ ok rồi nè. Muốn không sơ dễ ồn mà đâu Google cái hết sơ cái thứ gì đâu. Đây. Cô nhìn để chỉ cho các bạn cái nào nó sẽ không thay đổi. Hydro với oxy chắc chắn sẽ không thay đổi trong trường hợp này vì tất cả nằm trong một chất. Gốc XO bóng H trừ trước sau vẫn là XO bóng cho nên sẽ không đổi. Kali là kim loại kiềm chỉ có một mức oxy hóa dương một duy nhất trong hợp chất sẽ không đổi. Như vậy, những thằng nào thay đổi? Sắt đây là sắt He lên sắt ba nhìn rất rõ nét cũng đương đi với cái em XO bóng mà tỷ lệ khác nhau sắt dương He lên sắt dương ba. Rồi. Mangan kali permanganat một cái hợp chất như thế này nó đi nó làm với oxy như thế này mà nó qua nó thả tan nó em không? Ôm cái em XO bóng như vậy là nó đã tha làng đổ vợ rồi đó mấy bọn.
mà tha làm đấu giả là kéo theo tha số oxy hóa, phải xác định cho được mân gân dương bả. Đây góc cái cơ bóng hóa trị ha, mân gân dương ha, và cũng xử lý luôn mân gân mà trong cái môi trường axit là nó luôn luôn bị dương ha. Này, như vậy chất tan số oxy hóa, chất thử, chất giảm số oxy hóa là chất oxy hóa, và lúc này hết thể bóng nó là môi trường phản ứng rất rõ nét. Thì viết thôi, đằng trước là viết đằng trước sát dương ha, đằng sau viết đằng sau dương ba, đang ăn tương giao của bóng. Đây hệ số ha thì để ha cho nó sao chảnh luôn, từ ha mà đến ba thì đạt dấu cảm đến ba. Ha a tan một đơn vị mà không tử là ha. Thứ ha là mân gân đằng trước phẩm có mũi tay thì so với giống mũi tay qua thôi mà, trước là mân gân dương bả, đằng sau là mân gân dương ha. Chú ý đây nè, bạn chưa lòng được thằng cố bả về ha thì nam ai. Cô thấy khó chỗ nào đây hề? Ha với nam thì tay nhân nam, nhân chéo lên dưới nhân ha. Rồi bây giờ đưa hệ số, thằng nào cũng kim loại cứ đưa tới ra. Chỗ sát ha là hệ số này nè, nam nhân ha này là mừ. Chỗ sát ba là nam nhân ha là mừ. Mừ mà đem chia cho ha đây nè, có nghĩa là gối gối ha sát đó. Như vậy chỗ này là nam. Mân gân ha nhân một, bây giờ nó không kèm môi trường cho đây, nó là kim loại, cứ đưa vô ha nhân một là ha. Ha nhân một là ha, đằng sau chủ mân gân nhân ha. Bây giờ còn ba cái vị trí này nó chưa có hệ số thì bắt đầu này, cái thằng không tha đổi nữa là kali, đằng trước là ha nguyên tử kali, tổng ha nguyên tử kali, như vậy đằng sau ha nguyên tử kali hệ số này là một. Như vậy cái gốc xung phát nó bị khóa ở phía sau rồi, cho nên là nam nhân 3 là 15, chỗ này là 15 gốc xung phát, cạnh một gốc xung phát tính theo đường huỳnh 16, cạnh hai là 18. 18 mà chỗ sát hai xung phát này là nó hệ số 10 rồi, như vậy còn hết hai bóng là hệ số 8. Được chưa? Tóm anh này thì tóm nước chúng hai vi rồi, thấy thề đổng bổ là nó trúng. Đúng rồi, x của bóng là hóa trị ha, là trừ ha đó con. Nè, được chưa nè. Tiếp tục. Chắc là bữa nay hạ có dọn ca bóng hay chưa năng câu được ha. Ví dụ thứ mấy là con. Xác định số oxy hóa quay thì về cái co lẽ, đây là ví dụ bóng không, ví dụ nam, ví dụ sáu. Thôi lòng cái kết quen thuộc nhưng mà phải định cho hệ số hát anh nậu bà. Anh xin lỗi. An là anh nậu ô ba. Ba lần. Anh nậu hát bóng anh nậu ô ba. Cả nước. Đó hồi nãy lòng ma nhe rồi. Bây giờ tương tự lòng nhon thôi. Mới chỉ thay đổi cái hệ số thôi.
Để là để cho các bạn lòm chứ không phải là để cho các bạn nồi chai nha. Không. Dương 3, dương nam, âm 3. Về phân tích tại sao xác định số oxy hóa, thám tử nãy giờ tham gia. Chiến là hệ số cuối cùng của nước xa hát. Võ Minh Khoa từ nãy rất xuất sắc nha con. Ngoài các bạn cũ thì bổ sung thêm đường đua đấy. Ngoài mấy bạn cũ thì ok rồi. Nên này nhôm đơn chắc là không thì đi với góc NO3 thì NO3 có trị mẫu, nhôm chứ không có trị 3. Nita trong góc NO3 thì em với hình dung là oxy nam hay hydro dương mẫu thì nita dương nam thôi. Thì trong này nó không đổi, chỉ có đi với hydro thì nita âm 3. Được chưa? Có thắc mắc có thắc mắc về xác định số oxy hóa nữa không? Thế bây giờ nhôm không. Nhân 3 nha. Chủ nhôm hệ số là 8, nhôm nhân 3 là 8, 3 nhân 1 là 3. Như vậy là 8 nhân 3 là 24 nita nè, cộng 6 nita là thành ra 30. Chỗ này 30 nita. 30 nita mà nó phải trừ đây là 10. Ha rồi nè, 3 nhân 4 là 12 nita. Như vậy còn chỗ này 18, 18 đem chia ha. Vậy hệ số chỗ này là 9. Nó nhanh, đốt nó cũng được. Em vẫn chưa hiểu, kể em. Ví dụ bà. Bạn nào chưa thể hiểu căn bản này, thông báo và chưa xác định được số oxy hóa, chiều thứ sáu 1:30 được chưa? Chiều thứ sáu 1:30 sẽ dạ chỉ thiệt kỹ là những bạn làm được bữa nay thì thôi. Chiều thứ sáu khỏi hả? Giải hệ thống nhất giải đi hả? Câu số bả. Ví dụ số bả này. Hợp chất là NaCNRO2 khi nó cạn với calo cạn NaO2 nó tạo thành NaCLRO4 cạn NaCN là cạn nước. Đó, cân bằng đây. Oxy nó âm ha, calo cũng lạ cho nên cô mới biết. Natri thì dương một trang hợp chất, cho nên carbon đây là carbon dương ba. Được chưa? Calo đơn chất không, natri dương một oxy. Natri với oxy với hydro là nó không đổi. Carbon đây là oxy đây âm ha nè, bốn nhân âm ha là âm tóm. Natri dương một thì dương hai, như vậy carbon đây là carbon dương sáu.
Calo đây là calo âm 1. Calo âm 1 chứ calo đây là không. Như vậy có hai nguyên tố thay đổi ha, đó là carbon dương 3 nó chuyển thành carbon dương 6 và calo không nó chuyển thành calo âm 1. Như vậy trong màn hai nguyên tố. Và cô đây nè, từ dương 3 mà lên dương 6 như vậy chỗ này 3A. Từ 0 mà về âm 1 là 1A. Như vậy hai nguyên tử 2A. Ở trên nhân 2, ở dưới nhân 3. Được chưa? 2 nhân 1 là 2. Đó, 2 nhân 1. Như vậy chỗ này cũng tương ứng là 2. 3 nhân 1 là 3. Chỗ calo không là 3. 3 nhân 2 là 6. Chỗ này là 6. Chất này là chất tử này, chất này oxy hóa và chất này môi trường. Bây giờ mình xác định cái hệ số môi trường bằng cách đính tổng cái natri. Đây là 4, cạn 6 là 10. 10 mà trừ 2 như vậy chỗ này là số 8. Đúng chưa? 8 chỗ này là 4 nữa. Dạ dạ, sao? Được chưa? Cái đề cương ở trên trường của các con đó, nó có một đống cái phần oxy hóa khử đó, căn bàn dùm cho cô cái đoạn đó trước. Nhắc lại một lần nữa, khe nhóm mình sẽ học vào cái thứ bảy tiếp cái phần này. Những bạn nào hôm nay chưa hiểu, bạn nào mà hiểu rồi làm lại được hết thì khó phải học, cần thì cô lại clip. Bạn nào chưa hiểu từ cái việc xác định cái số oxy hóa mà còn lúng búng quá thì chiều thứ sáu 1:30 cô sẽ dạy. Có nghĩa là cô sẽ chỉ chậm lại xác định số oxy hóa và cô đưa một số các phương trình dễ nữa để biểu diễn. Được chưa? Như vậy chiều thứ sáu 1:30 là có bạn ý, bạn nào muốn cô thì cô học, nhưng mà trên cái tinh thần là như vậy. Được chưa? Bây giờ tới đây nghỉ được chưa? Được không? Được cô. Cho cô nghỉ chưa?